Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm qua 21 tháng 4, khu vực Bắc Bộ đã chịu ảnh hưởng của hệ thống không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống nên nhiệt độ tại Bắc Bộ có phần dịu bớt hơn so với vài ngày trước đó. Các điểm xảy ra nắng nóng cũng đã không còn nữa. Mưa đã xuất hiện trên khu vực này. Sang đến ngày hôm nay 22 tháng 4, toàn khu vực Bắc Bộ thời tiết sẽ biến đổi đáng kể. Trời nhiều mây, có mưa rào và rông, nên nhiệt độ giảm đáng kể và nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm xuống, còn dưới ngưỡng 29 độ, trạng thái thời tiết mát mẻ. Tuy nhiên, quý vị cũng cần lưu ý vì trong cơn rông có khả năng kèm theo tố lốc, gió giật mạnh. Mưa chủ yếu tập trung chính trong hôm nay và ngày mai. Sang ngày 24 tháng 4, mưa trên khu vực sẽ giảm dần. Đến với các tỉnh miền Trung, do ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc từ biển thổi vào, kết hợp với điều kiện địa hình gây ra mưa rào và rông cho khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Nhiệt độ trong ngày giảm xuống còn khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Cư dân địa phương sẽ được hưởng bầu không khí mát mẻ. Tuy nhiên, những cơn mưa rào mạnh cũng sẽ gây cản trở đến hoạt động giao thông. Bà con cần lưu ý đề phòng, trong cơn rông có thể có tố lốc và gió rất mạnh. Thời tiết các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ hầu như ít thay đổi so với trạng thái hiện tại, có chăng cũng chỉ là những cơn mưa rào với lượng ít và cục bộ vào chiều tối. Tuy vậy thì nhiệt độ ở đây cũng có phần giảm nhẹ. Thời tiết ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn ổn định, ít thay đổi. Ban ngày trời quang mây, không mưa và có nắng mạnh, cường độ bức xạ cao nhất vào lúc giữa trưa. Lưu ý các tỉnh miền Đông Nam Bộ là nơi có nhiệt độ cao nhất, vẫn duy trì ở mức 34 cho đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ thì nhiệt độ thấp hơn khoảng từ 2 cho đến 3 độ. Tuy nhiên vào lúc chiều tối thì mưa rông có khả năng xảy ra cục bộ cũng làm dịu đi cái nóng trong ngày. Nhìn chung trong những ngày tới ở đây vẫn chưa có dấu hiệu có mưa nhiều cho nên người dân cần lưu ý những biện pháp sử dụng điện nước tiết kiệm trong các hoạt động sinh hoạt và sản xuất cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. thưa quý vị ngày hôm nay thời tiết thủ đô hà nội sẽ có những chuyển biến đáng kể. trời nhiều mây có mưa rào và rông do có mưa cho nên nhiệt độ ban ngày sẽ không quá cao và ở ngưỡng dưới 29 độ. thời tiết mát mẻ dễ chịu. tuy nhiên trong cơn rông thì quý vị nên hạn chế tham gia giao thông vì có khả năng sẽ có gió mạnh và có thể gây cản trở lớn để hoạt động đi lại hoặc làm giảm tầm nhìn khi có mưa mưa rông cũng có thể gây ra ngập cục bộ ở một số khu vực trũng thấp do vậy quý vị cũng cần hết sức lưu ý để tránh những rủi ro đáng tiếc khi lưu thông Tại thành phố Hải Phòng cũng nằm trong hình thế thời tiết chung ở khu vực Bắc Bộ, nên thời tiết cũng sẽ nhiều mây và có mưa rào và rông. Mức độ gió mạnh có thể ảnh hưởng nhiều hơn vì khu vực Hải Phòng nằm ở gần biển hơn, nên nhiệt độ trong ngày cũng sẽ giảm đi đáng kể. Cao nhất trong ngày cũng chỉ ở khoảng 26-27 đến 27 độ, thời tiết mát mẻ. Tuy nhiên, mưa rông cũng sẽ gây cản trở đáng kể đến đời sống thường nhật của người dân, cũng như các hoạt động hàng hải ở thành phố Cảng. Đến với thành phố Đà Nẵng, do tác động của hệ thống mưa từ phía Bắc lan xuống phía Nam, cho nên thời tiết nơi đây cũng sẽ có những thay đổi đáng kể. Trời nhiều mây hơn, mưa có khả năng xuất hiện và điều này làm chấm dứt tình trạng nắng nóng trong vài ngày trước đó. Nhiệt độ giảm mạnh và cao nhất trong ngày cũng không vượt ngưỡng 30 độ. Nhiệt độ ẩm cũng tăng hơn và thời tiết mát mẻ. Tuy có mưa nhưng mức độ không lớn cho nên cũng không ảnh hưởng quá lớn đến các hoạt động sản xuất. Tuy nhiên do thay đổi thời tiết đột ngột nên cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân thành phố, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết trong ngày vẫn là kiểu thời tiết ít mưa và ngày nắng nhiều vào ban ngày. Mức nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực dao động quanh ngưỡng 34 cho đến 36 độ. Với nhiệt độ cao vào thời điểm trưa chiều, thì quý vị khi lưu thông trên đường cần hết sức chú ý có những vật dụng chống nắng cũng như là có những biện pháp đảm bảo sức khỏe để tránh cảm nắng và bổ sung nước cho cơ thể. Khu vực thành phố Cần Thơ cũng giống như các tỉnh thành khác ở Nam Bộ. Tuy nhiên, mức độ nhiệt độ không quá gai gắt như là tại thành phố Hồ Chí Minh. Trời cũng nắng nhiều, nhưng những ngưỡng nhiệt độ cao nhất ngày ở vào khoảng từ 33 cho đến 34 độ. Đến khoảng sau 15 giờ chiều, có thể những đám mây rông bắt đầu xuất hiện và nên nhiệt độ thành phố dịu mát hơn. Tuy nhiên khả năng mưa không lớn, hiện tượng này vẫn thường được gọi nôm na là rông khan, tức là có rông kèm gió mạnh chứ không có mưa. Do vậy người dân vẫn cần lưu ý khả năng xảy ra những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc xoáy hay là gió giật mạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin dự báo thời tiết đô thị của Đài truyền hình số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.